Thưa quý vị, so với những tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu chững lại do nhu cầu du lịch có xu hướng giảm theo mùa vụ. Tuy nhiên, những tháng cuối năm là thời điểm để thu hút khách quốc tế. Hiện nay thì hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn đều đáp ứng, đảm bảo đón và phục vụ tốt cho du khách. Tính đến nay, Đà Nẵng đã có khoảng 1.190 trên 1.287 cơ sở lưu trú trên địa bàn đã hoạt động trở lại, chiếm 92,4%, với 42.200 trên 46.767 phòng, chiếm hơn 90%. Trong đó có 45% tổng số phòng đạt tiêu chuẩn hạng 4-5 sao và tương đương. Bên cạnh đó có thêm 6 khách sạn mới tương đương 4-5 sao, với 1.109 phòng được đưa vào hoạt động. Khách sạn này là một dự án phức hợp độc đáo ở thành phố, với tầm nhìn đẹp, lối kiến trúc độc đáo, nơi đây có thể giúp tối đa hóa trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, khách sạn cũng cung cấp căn hộ dịch vụ phù hợp cho các gia đình, khách công tác ở Đà Nẵng trong thời gian dài hoặc nhóm bạn bè. Tôi tin tưởng rằng, với sự khác biệt nổi bật như trên, khách sạn sẽ đủ điều kiện để thu hút khách, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố. Ngoài ra, Đà Nẵng có hơn 4.000 cơ sở ăn uống và 200 nhà hàng. Thành phố cũng có 18 nhà hàng cơ sở phục vụ ẩm thực Ấn Độ. Để phục vụ tốt hơn về khách, chúng tôi đã đầu tư về nguồn nhân sự, về các khu thực phẩm, các công ty lấy hàng từ liên kết giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng liên kết các nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch để có nguồn khách tốt hơn. Các sở ngành, đơn vị địa phương cũng luôn chủ động thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong mọi thời điểm để tạo ấn tượng, thiện cảm với khách gần xa về điểm đến Đà Nẵng. Các cơ sở lưu trú cũng như là các cái nhà hàng, khách sạn là một cái việc mà chúng tôi làm thường xuyên cùng phối hợp với sở du lịch, ban an toàn thực phẩm thành phố. Chúng tôi đã kiểm tra các nhà hàng, dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, buôn bán đúng giá, có niêm yết. Theo Cục Thống kê thành phố, dự ước tháng 10 năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.829 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng trước, nhưng tăng đến 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong quý tư năm 2023, Sở Du lịch thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dịch vụ du lịch, đảm bảo chuyên nghiệp, uy tín, xây dựng văn hóa du lịch, đạo đức kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của du khách.